Hứa Ngụy Châu, nổi tiếng nhờ phim Đam Mỹ Thượng Ẩn, nay chật vật với nghề, lấy vợ và rời showbiz. Kể từ sau Thượng Ẩn thì Hứa Ngụy Châu không có quá nhiều dự án nổi bật. Gần đây anh chàng còn thông báo với khán giả rằng đã kết hôn, tuy nhiên danh tính vợ được anh giấu kín. Cách đây 6 năm, khi dòng phim Đam Mỹ BL vẫn chưa nở rộ như bây giờ, thì Thượng Ẩn nổi lên như một hiện tượng và gây bão khắp cõi mạng. Tuy chỉ là bộ phim chiếu mạng, song mức độ phủ sóng của nó vô cùng lớn, vượt ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc và được nhiều khán giả châu Á yêu thích. Trong đó, nhân vật Bạch Lạc Nhân hay Hứa Ngụy Châu thủ vai được đón nhận tích cực. Sau 6 năm bước ra từ khỏi bộ phim, sự nghiệp của nam diễn viên này khiến nhiều người bất ngờ. Bị phong sát ngầm, chật vật trở lại làng giải trí. Hứa Ngụy Châu có xuất phát điểm là người học nhạc và rất có tiềm năng để phát triển, song cú rễ từ Thượng Ẩn đã đưa anh chàng bén duyên với diễn xuất. Dù bộ phim được đón nhận nồng nhiệt, anh cũng trở nên vai trò không kém, song sự nghiệp của anh lại có nốt trầm đáng quên. Theo đó, năm 2016, Trung Quốc ra văn bản yêu cầu các đơn vị truyền thông, truyền hình trực thuộc không lăng xê phim Thượng Ẩn và 4 diễn viên chính tham gia phim. Sau này, dòng phim Nam Mỹ cũng không có cơ hội phát triển tại đất nước tỷ dân. Cặp đôi Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu như rơi vào tình trạng bị phong sát ngầm. Các nhà sản xuất e ngại khi hợp tác với nam diễn viên vì sợ bị ảnh hưởng, các diễn viên không được phép tham gia chung trong một chương trình. Anh cũng gặp vận xui khi các thông tin cá nhân của anh liên tục bị phát tán, các paparazzi thì quấy nhiễu, những đồn thổi việc anh hẹn hò với biên kịch của Thượng Ẩn cũng được lan truyền. Nhiều điều phiền toái khiến anh phải tạm dừng sự nghiệp đóng phim để tập trung cho lĩnh vực âm nhạc. Đến năm 2018, Hứa Ngụy Châu trở lại màn ảnh với vai phụ trong phim Thuyết Tiến Hóa Tình Yêu. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt vào các dự án như Người Bạn Gái Tôi Không Thể Yêu, Phố Ma Dương Thân Yêu, Bóng Bàn với tư cách vai chính nhưng không thể nào tỏa sáng. Cái tên của nam diễn viên họ Hứa dần mờ nhạt giữa thị trường giải trí xứ Trung vốn nhiều tài năng. Mối quan hệ cơm không lành với Hoàng Cảnh Du bất ngờ lấy vợ. Sau Thượng Ẩn, khi đề tài phim Nam Mỹ bị hạn chế, cặp đôi nam chính thường né tránh nhau, cả hai không xuất hiện bên cạnh nhau suốt khoảng thời gian dài, thậm chí họ còn không nhắc đến tên nhau. Một số nguồn tin cho rằng giữa họ có sự cạnh tranh về hợp đồng đóng phim quảng cáo. Hứa Ngụy Châu từng tỏ thái độ bức xúc khi những hình ảnh của mình cùng bạn diễn năm nào được lan truyền. Anh cũng không ngại thể hiện sự bực bội khi có ai đó ghép cặp mình với nam diễn viên họ Hoàng. Sau khoảng thời gian chật vật tìm chỗ đứng trong làng giải trí, đến ngày 10 tháng 3 năm 2022, Hứa Ngụy Châu bất ngờ thông báo kết hôn. Theo đó, anh chia sẻ giấy đăng ký kết hôn nói, "Thực sự tôi thấy mình may mắn vì em không thay đổi." Sau đó, phía công ty quản lý chia sẻ lại bài viết chúc mừng Hứa Ngụy Châu. Được biết, bà xã Hứa Ngụy Châu là người ngoài ngành giải trí. Họ đã có 4 năm bên nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Một số thông tin bên lề, bà xã của Hứa Ngụy Châu là Trương Thánh Anh, đàn chị cấp 3 của nam diễn viên. Cả hai quen nhau khi đã tốt nghiệp. Trước đây, khi có thông tin anh hẹn hò Châu Vũ Đồng hay biên kịch Sài Kê Đảng, anh đều lên tiếng phủ nhận và im tiếng về chuyện tình cảm suốt nhiều năm. Do đó, việc công khai chuyện kết hôn của nam diễn viên khiến không ít người ngạc nhiên. Đặc biệt, không ít fan cơ bộ của cặp đôi Cố Hải Bạch Lạc Nhân từ thời Thượng Ẩn cảm thấy đau lòng hụt hẫng. Đáng nói, ngày 10 tháng 3 của 6 năm trước cũng chính là ngày xuất hiện siêu thoại của Hứa Ngụy Châu và bạn diễn Hoàng Cảnh Du. Đến nay, Hứa Ngụy Châu vẫn đang chơi vơi giữa làng giải trí hoa ngữ vốn nhiều nhân tố. Không những thế, lùm xùm có hành động không phù hợp với bạn diễn Cổ Lực Na Trát trong phim cũng khiến tên tuổi của nam diễn viên thêm mất điểm trong lòng công chúng.